trong cái việc thiền, thì những cái lợi lạc trong thiền như là rải tâm từ hoặc là cái lòng từ bi của mình phát triển khi mà mình hành thiền, thì con thấy nó cũng được con cũng được trải nghiệm trong hiệu quả đó. Nó hiệu quả lắm. Dạ, rất là hiệu quả. Tại vì khi mà mình ngồi thiền một cách con tạm gọi là có chất lượng, thì mình thấy trong lòng mình nó có một cái sự vui nhẹ, và tất cả mọi cái điều mà làm cho mình cảm thấy bực bội, nếu mà mình không có thiền thì mình sẽ dễ bỏ qua, và tự nhiên mình thấy rất là có cái lòng yêu thương mọi người xung quanh. Con trải nghiệm cái điều này là cách đây cũng gần một năm, khi mà ngồi thiền buổi chiều với lớp, hôm đó là ngồi thiền xong tự nhiên giải lao ra, thì thấy một bạn đó, con chào bạn đó rồi con ôm bạn đó luôn, mà không hiểu tại sao mình làm cái động tác đó, mà bây giờ bạn đó thì đã thành sư cô rồi. Dạ. Xong rồi ngày hôm đó là con không có gọi xe đi về, mà con đi bộ từ đây từ chùa đi về nhà luôn, và con có viết một bài trải nghiệm trên đó, vì cái sự hoan hỷ và cái tự nhiên mình thấy cái lòng từ của mình phát ra sau cái buổi thiền tập chung với đại chúng. Thì con cũng không hiểu tại sao, con muốn đặt câu hỏi với thầy là khi mà mình ngồi thiền như vậy, cái lòng từ của mình nó lại phát triển. Khi mà mình đi từ kia đến đây, nếu mà đi chậm thì hoa bên đường mình thấy là điều tự nhiên tất yếu của kết quả mà mình tỉnh thức chánh niệm ở đây và bây giờ, thì mọi cái thứ ở đây và bây giờ nó sẽ được mình nhận ra. Ok, mà hạnh phúc là nhận ra chứ không phải là tìm thấy. Ok, và hạnh phúc là kết quả của thương yêu, mà thương yêu là kết quả của tỉnh thức. Khi mình không có tỉnh thức á, thì mình không thể thương yêu được. Vì sao nè, chẳng hạn như mình mà mình không biết mình được làm được những thứ không phải mình trong đó, có cha mẹ mình, làm sao mình thương cha mẹ mình được? Mình được làm được những thứ không phải mình trong đó có hơi thở, mình không thương hơi thở của mình, làm sao mình ngồi xuống và mình ở với nó được lâu được? Mình không thương cái thân của mình thì làm sao mình có thể chăm sóc nó một cách có chánh niệm được? Cho nên khi mình ngồi xuống nha, mà tự động cái mình ý thức được mình được làm từ những thứ mà mình vay mượn, lúc đó mình có cái tâm ngạo mạn để sở hữu riêng của mình không? Không. Lúc đó mình có cái tâm gì? Cảm kích, cảm ơn á. Người nào mà sống với cảm ơn, người hạnh phúc. Người hạnh phúc á, lúc nào cũng trong lòng họ cũng có cái năng lượng cảm ơn đấy. Nếu có một cái ngôn ngữ nào đẹp nhất thế gian này, cái người mà đang hạnh phúc, họ chỉ muốn nói một từ thôi. Tại vì thank you, cảm ơn. Bây giờ họ nhận quá nhiều, họ không có gì để than vãn đó. Có người than vãn quá nhiều á, là đang rất là đau khổ với những thứ mà người khác cầu cũng có nữa. Nên cái người thiền tập là người mà nhận thấy những thứ mình đã có sẵn, những điều kiện hạnh phúc đã có sẵn. Và bởi vì cái tâm mình mỗi buổi sáng vậy nha, hãy đi thật là chậm ở trong nhà và hãy nhìn từng cái đồ đạc. Không có cái đồ nào mà không phải là bằng tình yêu mà cha mẹ mình cho. Mình nhìn từng cái bộ đồ mà mình có, mình nhìn từng cái đôi dép mà mình có, mình nhìn từng cái thứ vật nhỏ mà mình có phải là nó bằng sự hận thù mà người ta cho không? Toàn bằng tình yêu đấy. Tình yêu của ba mình, của mẹ mình, của con, của cháu và chính bản thân mình cho mình nữa. Những cái thứ mà biểu hiện ra là những thứ bằng tình yêu, nó sẵn sàng đó, nhưng mà sao mình không thấy nó còn giá trị nữa, cho nên cái tâm mình hướng tới một cái khác, cho nên mình bỏ mặt nó, mình mất mặt cho nó thì sao? Lâu ngày đầy tháng tự động mình thấy nó không có giá trị. Làm sao mình thấy một thứ có giá trị? Mình có mặt hoài cho nó. Yes. Bởi vì tình yêu là sao? Kết quả của sự hiện diện liên tục. Hiện diện là sao? Là tỉnh thức. Đó là lý do vì sao mà tình yêu nó nảy sinh khi nào? Khi có tỉnh thức. Tỉnh thức là sao? Là có mặt đó. Là anh dắt cái mặt của anh bỏ vô cái hoa anh chứ. Anh nhìn nó một lâu, anh sẽ cảm nhận được sự sống phía sau cái hình tướng đó. Cái này là có thật á. Mình ý thức thật là sâu vào một cái đối tượng sự sống nào đó. Chẳng hạn nha. Sáng thì ra đây thầy quay phim mỗi ngày một mẫu chuyện thiệt. Là con mèo nó ở bên kia, thầy hòn đá, bụi cây, cái ghế đá, cái nồi nấu nước. Mọi người nghĩ con mèo nó tiến tới cái nào? Nó tiến tới thầy. Bởi vì cái sự sống của cái cây nó cũng có, nhưng mà con mèo nó cảm nhận được bằng cái sự sống của một con người. Yes. Có cái đó đấy. Cho nên hạnh phúc là kết quả
của tình yêu. Bởi vì trong lòng mình mà nó hạnh phúc là bởi vì mình cảm nhận được cái năng lượng từ bi, từ ái ở trong người mình đó. Nhưng mà tình yêu là kết quả của sự hiện diện. À, mình muốn tặng một ai đó nè, chẳng hạn nhé. Lâu ngày quá mình không có mặt cho người mình thương. Sau khi mình muốn về cái mình đưa cái mặt cho họ. Này cái mặt tôi nè, thương đi. Cái mặt ông đâu có gì được thương. Thì mình phải làm sao? Phải vác cái mặt của mình đó, mình bỏ vô một cái hoa. Nè, anh tặng em. Cái sao? Ồ, tuyệt vời quá. Cảm ơn anh nhiều. Yes. Tại sao tao thấy cái hoa tuyệt vời? Cái hoa có gì tuyệt vời không? Cái hoa nó ở ngoài chợ có đầu tuyệt. Cái hoa nó ở trong rừng có đầu tuyệt. Nhưng mà cái hoa đó có cái mặt của anh ta đâu á. Có sự hiện diện của anh. Cho nên cái sự hiện diện đó, nó làm cho mình, nó làm cho đối tượng nhận ra cái sự sống và cái sự sống được nhận ra. Mình nhận ra cái sự sống của họ đang còn đó. Nó mèo mèo chui vô. Hey. Đang đi thiền hành. Dạ thì nghĩ bây giờ con bạn nó sẽ tiến tới đây. Nhầm nhòm con ngó coi thấy có gì nguy hiểm không. Lên cái chỗ ấm ấm im im ngồi chứ. Hay. Nên nha, mọi người nhớ lại nè. À, tại sao Lan Chi hỏi là tại sao khi mình ngồi thiền cái tự động cái tình yêu của mình nổi lên. Lạ lắm. Khi mà cái mặt mình méo mó, cái năng lượng mình bất thiện là từng cái tế bào mình nó méo mó vậy nè. Nếu mà rọi đi cái niệm vi nhé, cái tâm của mình là bất thiện nhé, là từng cái tế bào của mình nó không có tròn. Nhưng cái tâm mình an lành, ngọt ngào, tĩnh lặng, tự động cái tế bào của mình tròn quýp. Là khoa học chứng minh đó. Và ly nước cũng vậy, cái tế bào của mình cũng vậy. Khi mình đang tròn quýp thế này nó an lành và tự động cái tĩnh lặng đó, nó tạo ra cái năng lượng bình yên nó tạo ra cái hỷ lạc nó tạo ra cái yêu thương nó tạo ra cái hạnh phúc. Yeah. Khi mà mình hiện diện cho cơ thể mình nha, từng tế bào nó tung tăng, nó lung linh đó, nó hạnh phúc vô cùng. Là anh đã bỏ nhà quá xa xôi, hôm nay anh quay về, tôi hạnh phúc vì tôi tới đây là để nuôi sống anh, mà anh lấy tôi như phương tiện tìm cầu một cái gì. Tôi đau khổ nhưng đành chịu thôi, giờ anh về là tôi biết anh đã tỉnh thức. Tôi yêu anh mà anh bỏ tôi 50 năm cũng được, nhưng khi anh trở về anh chỉ cần nhận ra tôi đang vẫn đợi anh là tôi đủ hạnh phúc rồi. Yes. Một ngày 24 tiếng đồng hồ hay 8 tiếng đồng hồ anh bỏ tôi, nhưng anh chỉ cần quay về thôi một phút chốc nào đó trong 5 giây 10 giây mà anh nhận ra tôi vẫn còn đang ở đây cho anh. Hỡi anh yêu của tôi, anh đã tu bao nhiêu kiếp giữ 5 giới nhất thì anh mới được kiếp người này nè. Và từng tế bào của tôi là để nuôi sống, một bổ trợ cho anh đấy. Anh có hiểu không? Tôi biết là anh hiểu, nhưng mà vì sự sống là anh lâu lâu phải lạc xa nhà. Nhưng mà tôi chỉ cần anh biết là anh quay về thôi là tôi hạnh phúc. Cái năng lượng hạnh phúc đó, yes, là do sự có mặt của mình về cho nó. Nó logic thôi hả? Dạ, nhưng thầy nói hạnh phúc đó, từ cái việc thiền thì con cũng chia sẻ với đại chúng một cái câu chuyện của con được trải nghiệm về thiền. Thì lúc sau này thì con hay ngồi thiền lúc 4 giờ sáng. Và khi mình ngồi thiền xong á, cái tâm trạng của mình rất là nhẹ nhàng. Và con có gặp cho mình một cái đại khái là một cái việc phải làm. Là mỗi ngày con nguyện như là một kim chỉ nam cho mình trong cái ngày sống đó nó được trọn vẹn. Mỗi ngày con nguyện một điều. Thì cái ngày hôm đó con có làm một bài thơ, con nguyện về nói lời ái ngữ. Và khi con nguyện xong thì tối kết thúc một ngày, con ngồi con xem xét lại những điều con đã làm được và trong những giây phút nào con bị thất niệm và con không làm được cái gì buổi sáng con đã nguyện. Thì cái ngày hôm đó con nguyện nói lời ái ngữ. Thì bữa đó, buổi sáng đó con đi làm, con có việc con xin vô trễ. Thì trên xe buýt con ngồi á, thì sếp của con là anh phó giám đốc có gọi cho con kêu là có một cái hồ sơ gấp đưa xuống cho anh ký rồi anh đi ra ngoài. Thì lúc đó con chưa có đến cơ quan, con mới nói anh là anh chờ em chút xíu được không, tại vì em sắp đến rồi. Thì anh ok, anh ngồi chờ em. Khi con đến, con làm xong hồ sơ đó, con mang xuống cho anh ký và con gọi điện thoại cho anh ở đâu. Tại vì anh sếp này đó thì anh chạy lòng vòng
chứ không có lúc nào mà yên một chỗ đó. Thì con gọi cho anh nói là anh đang ngồi dưới đất. Thì lúc đó con đã xuống lầu dưới đất rồi, con đi một vòng không thấy anh. Thì con gọi lại, con mới nói là ủa ở dưới đất nhưng mà ở phòng nào? Thì anh nói là anh đang ở phòng kiểm ngân. Lúc đó con mới nghĩ trong đầu là ủa phòng kiểm ngân là phòng nào? Xong rồi cái chân con đã bước đến cái phòng đó, nhưng mà trước giờ con gọi phòng đó là phòng đếm tiền chứ con không có gọi là phòng kiểm ngân. Cho nên con đột ngột con không có nghĩ phòng kiểm ngân là phòng nào. Thì con đang cầm điện thoại, con mới hỏi anh là ủa phòng kiểm ngân là phòng nào anh? Thì chân con đã bước đến, con thấy anh rồi. Thì con mới nói dạ thôi em đến rồi. Con cúp máy thì con bước vô, con trình hồ sơ. Thì anh chỉ cần nhìn thấy con thôi là một tự nhiên một cái câu nói hỏi anh là phòng kiểm ngân là phòng nào là anh thốt tất cả làm như là những cái gì mà anh tức giận là anh đổ vô cho con. Nhưng mà anh này cái tâm của anh rất là hiền lành, anh dễ thương lắm, mà anh rất là dễ nổi nóng. Thì con bước vô thì anh không qua hồ sơ, anh chỉ nói là em đi về hôn được rồi đó. Em làm mấy chục năm đây mà phòng kiểm ngân em không biết hả? Đó, dạ. Nhưng mà con, tại vì con đã nguyện rồi cho nên lúc đó con đang thật sự sống trong chánh niệm. Con nhìn anh con rất là thương. Mà bình thường con cũng đã có cái sự trân quý anh đó. Con chỉ đưa cho anh, xong rồi anh ngồi anh ký, anh coi hồ sơ, anh đưa lại cho con. Anh đưa lại cho con nhưng mà anh cảm thấy anh vẫn còn tức. Vì tại sao con không trả lời ảnh mà con cứ cười. Thì ảnh lại nói tiếp là em là mấy chục năm rồi em không biết phòng kiểm ngân là phiền nào hả? Thì mấy người ngồi xung quanh đó thì cũng rất là lo sợ cho con, tại vì thấy sếp có vẻ căng thẳng. Thì con mới cười, con mới nói thì lúc đó con thấy cái sự tức của ảnh nó cứ lên. Thì con cho ảnh liền thuốc để ảnh xuống một chút xíu. Thì con mới nói là dạ, tại vì em á, em dùng từ tiếng Việt, em không có mượn tiếng Hán. Em nói là đến tiền chứ em không có nói kiểm ngân. Thì lúc đó anh mới ơ cái mặt ra, anh nhìn con một hồi chừng là 1-2 phút gì đó. Cái sau rồi cái con cũng nhìn ảnh, cái tự nhiên anh cười, cái ảnh nói em nói hay thiệt á. Thì cái bước con bước ra ngoài á thì con cảm thấy là con rất là vui, rất là hoan hỷ với cái nguyện của mình đã làm được. Mình bình tĩnh, mình chánh niệm và mình cái đó là cái lòng từ bi của mình nó rất là cao. Khi mình từ bi thì mình không có sân hận. Qua cái tối này thì anh ta về, anh ta giới thiệu cái chỗ mà Lan Dư chia sẻ cho anh ta nghe. Biết sao không? Để cho anh ta cũng có cái cảm hứng tu hành là dùng những cái ngôn ngữ với những người mà họ tu tập đó, họ không tổn thương. Nhưng người mà không tu tập là bữa đó anh ta không có cười đâu. Anh ta mặt méo nguyên ngày và có thể nguyên tuần. Nên nói trong một gia đình, trong một tổ chức, trong một xã hội mà có một người đủ vững vàng tu hành ha, không cần nói từ tu hành gì trên, đủ vững vàng, không có cái nhu cầu lôi những thứ bên ngoài cái vô, rồi xào nấu một cách bất thiện, cái rồi tặng ra bên ngoài những thứ bất thiện là yên ổn lắm rồi. Tức là lòng mình cũng đủ vững vàng cái niềm vui sống của mình á, thì mình không có nhu cầu kiếm tìm. Mình không có nhu cầu kiếm tìm á thì không có ai tới với mình kiếm tìm phiền hà mình mà mình phản ứng hết trơn á. Bởi vì mình không có vay họ cho nên họ tới họ đòi, đâu có nợ đâu đòi. Nên mình an lành chính con người của mình, nó là người món quà của thế gian này. Cho nên thế gian này được sống bởi ai biết không? Được sống bởi những bậc thánh nhân và tự nhiên. Tự nhiên và những bậc thánh nhân mới duy trì được cái đất này sống nè. Còn mình không, những con người còn lại là tạo tác sinh và diệt, sân và tham liên tục. Cho nên có một con người mà tu hành là con người đó là món quà của cái đất này nè. Nhất là những người phụ nữ. Người nữ thì sao? Bởi vì cho ra đời một thế hệ. Cho nên nếu mà người vợ và người mẹ mà biết tu, nhất là tu tập có năng lượng từ ái, trong cái gia đình nó ít có bạo lực lắm. Mà bởi vì sao nè, một người mẹ nghe, một là cực kỳ từ bi, hai là cực kỳ sân hận. Mà hầu hết chúng ta thấy nè, những người mẹ đều là dễ cấu lắm. Bởi vì họ có thích, họ làm khổ họ, họ làm khổ người thương lắm. No, không bao giờ ta tới thế gian này mà ta muốn làm ta khổ và ta muốn làm người khác khổ. Không. Chưa ai tới đây muốn làm cho thế gian này khổ. Tại sao ta vẫn khổ? Quá nhiều thứ. Mày quá nhiều thứ mà ta không biết tu thì ta khổ thôi. Chứ ta đâu có phải cố tình làm người thương mình khổ. Cho nên tu cái lúc mình chưa khổ.
Mình ngồi thiền xuống 5, 10, 15 phút hàng ngày của mình, mình hít hơi thở chẳng hạn, thì chỉ cái chỗ này, những cái vấn đề mà hàng ngày mình sống đơn thuần thôi nhưng mà nó dễ dàng lắm. Là mình quan sát cái tâm mình, có lúc mà nhìn cái chén, một đống chén thì cái tâm bực có nổi lên. Nếu mà không quan sát được cái tâm bực của cái đống chén là mình sẽ không chịu nổi cái tâm cô đơn, trầm cảm, nặng nề, những cái tâm lâu ngày, lâu tháng, chồng chất. Cho nên những cái việc hàng ngày đơn thuần như mà chuẩn bị mình vô, mình đứng trên một cái hàng xếp máy bay hay là chuẩn bị mua đồ trong các cái trung tâm mua sắm mà tự động có một người họ sọt cho họ đứng. Ồ, Phật xuất hiện đấy. Vì sao vậy? Lúc đó là cái lúc của tâm sân mình nổi lên nha. Và mình nếu không quan sát được cái đau khổ tạm thời xuất hiện thì cái đau khổ lâu ngày đầy tháng trong người mình không ngồi xuống quan sát nổi. Hiểu chỗ này không? Thế nên đó là cái cách để mình tập cơ tâm linh tỉnh thức của mình với những cái trường hợp sọt ngang trong đời sống hàng ngày. Bởi vì cái đó nó không có ăn ở trong đầu mình, những cái đối tượng nó cũng không có phải là đau khổ trong đầu mình. Nên khi mình tu là phải có những cái đối tượng đó, khi mình tác ý tu hành là lập tức sẽ có vũ trụ đến để giúp đỡ. Và nhìn đống chén, thấy cái tâm mình trước rồi rửa. Đừng có thấy cái không thấy cái tâm mình mà tới rửa, đó là không có rửa đâu, đó là đang làm cho cái chén nó dơ hơn đấy. Chứ cái tâm mình dơ thì mình rửa từng cái chén, tạo ra một cái năng lượng bất thiện trong cái gia đình đó, thì cái khuôn viên của cái nhà mình luôn nuôi dưỡng bởi cái tâm bất thiện của người mẹ, người cha, lúc nào cũng thấy khó chịu, mệt mỏi, cái đống chén đống đồ, cái nhà dơ, nó không gọn gàng, cái đồ cũ kỹ, lúc nào nhìn cái gì nó cũng khởi cái tâm bất thiện hết, là vô tình sao? Cho nên cái gì đó, một là nó làm lớn tỉnh thức, hai là nó đưa mình xuống địa ngục gần, mỗi ngày một gần hơn. Nếu mình không đi lên, tất yếu mình đang đi xuống. Vậy hàng ngày cái tâm của mình mà nó đang đối diện với một cái gì mà nó phán xét liên tục là đang đi xuống đấy. Mà trước khi nó phán xét, nó thấy thì những cái thứ bên ngoài đó là hiện thân của Bụt để cho cái tâm mình nó được mài dũa lên. Thân thọ tâm pháp là cái gì? Là đã mài. Đã mài thì vậy, cái gì mài? Cái tánh biết của mình nó mài lên. Mà để mà nó mài lên cái tánh biết của những cái đau khổ chồng chất quá khứ, trầm cảm, cô đơn, cái đó khó mài lên lắm. Phải mài lên cái này trước này, cái thân hành động đi, hành động làm, những cái cảm thọ sân hận, bực bội, khó chịu một cách bất tình lình trong đời sống hàng ngày, những cái suy nghĩ nhẹ nhẹ nhàng nhàng đấy, những cái pháp, một cái lá rơi hay là một tiếng chim kêu hay là một cái hoa vạn pháp đấy, thì mình phải lấy cái tánh biết của mình ý thức thôi, chứ không có suy nghĩ lên cái ý thức đó nha. Cái cảm thọ là cảm thọ thôi, không có ngồi nói lên cảm thọ đó. Nói chung là không có tiếng ồn lên có cảm thọ được gọi là tánh biết. Cái cảm thọ thì mình đơn thuần cảm, chứ mình không có suy nghĩ lên. Thấy thì đơn thuần thấy, chứ không có suy nghĩ lên. Nghe đơn thuần nghe, chứ không có đánh giá về. Nói chung là không có cái này nè, không có cái tôi của mình trong đó. Không có tôi suy nghĩ, không có tôi thấy, chứ có cái thấy, không có cái tôi. Không có tôi nghe, chứ có cái nghe, không có tôi. Chỉ có cái trải nghiệm, chứ không có cái tôi trải nghiệm. Khi mà không có cái tôi ở trong một cái suy nghĩ, trải nghiệm, cảm thọ, chỉ có cái đi, chứ không có người đi á, thì nó sẽ không có hai thanh thị vệ gì tốt và xấu, và thường hay vô thường. Bởi vì có cái tôi ở trong một cái đi, thì đi tới đó tốt hay xấu. Nếu đi tới đó tốt thì cái đó phải lâu lâu, tức là thường. Đi tới đó mà xấu, tức là cái gì xấu thì mình thích đâu, mình không thích thì mình muốn nó đi không, thì phải vô thường nhanh nhanh dựng. Đó, hãy có cái tôi suy nghĩ của một con khỉ thì có hai con khỉ khác, đó là tốt hay xấu và thường hay vô thường. Ba con khỉ ngồi lại một chỗ, bàn một cái bàn tròn chính trị, lúc đó trong đầu mình lầm bầm, ngồi xuống lầm bầm, trước khi ngủ lầm bầm, đi làm lầm bầm, trong khi ngồi không lầm bầm liên tục, đó chính là tạo nghiệp. Yes, nghe kịp không? Những cái này mình về mình nghe lại, nghe đi nghe lại, tự động mình về mình thực tập. Là khi mình có khả năng mình cà ra những cái thứ mà nó đơn giản hàng ngày nó diễn ra đó, thì mình ngồi xuống, đứa nào nó lên, 5 năm trước nó về, kiếp trước nó cũng về. Okay. Khi mà cái kiếp này những bộ phim mình xem hết rồi, okay, thì những bộ phim kiếp trước nó về, cái đó gọi là tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Okay. Mình có thể thấy được những điều mình bình thường không thể thấy, là tỉnh thức mình nó mới lên rồi nha. Mình có thể nghe được những điều mà bình thường mình không nghe được, tỉnh thức mình nó mạnh lên đó nha. Mình cảm nhận được cái sự sống một cách vi tế hơn mỗi ngày là tỉnh thức mình nó mạnh lên đó. Ai là người lãnh đạo, ai là người làm kinh tế giỏi, họ không có mắt có tai với mình mà, chỉ có điều họ thấy những cái điều mà người bình thường thấy. Phải không? Đơn thuần nghe thôi. Vậy mình muốn thấy nhiều hơn làm sao? Không có phải đi làm cho bên ngoài cái nó to lên, không, làm cho con mắt mình tỉnh hơn. Không phải làm cho cái âm thanh mình kia to hơn, không phải, làm cho cái tai mình tỉnh hơn, làm cho cái tâm mình sáng hơn, là mọi thứ nó rõ hơn.